Sala TV xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả trong và ngoài nước. Hôm nay tôi thực hiện một chuyến hành trình là đi từ quận Nhất, quận Bình Thạnh ra ngoài Thủ Đức. Nhưng mà trước khi ra ngoài Thủ Đức, để tôi tiến hành thâu hình một ngôi chùa ở ngoài Thủ Đức, thì ở đoạn này tôi sẽ đưa tất cả mọi người, nhất là những người Việt Kiều ở hải ngoại, những khán giả của trước năm 1975, chúng ta sẽ đi ngang một cây cầu mà để lại cho tất cả mọi người nhiều hoài niệm và những kỷ niệm, cũng như là những ký ức khó quên của những năm tháng năm 1975. Đó chính là cầu Tân Cảng, mà hiện nay người ta gọi là cầu Sài Gòn. Chiếc xe máy của Sala cũng từ từ bò lên dốc cầu Sài Gòn. Và khung cảnh hiện ra trước mắt tất cả mọi người đó chính là một Sài Gòn đổi mới sau hai thập niên của thế kỷ thứ 21. Trở lại lịch sử hình thành của cầu Sài Gòn, hay còn gọi là cầu Tân Cảng. Cầu Tân Cảng được thành lập vào năm 1958 và hoàn thành sau 3 năm, tức là năm 1961. Đây là một cửa ngõ quan trọng của Sài Gòn, giúp cho sự thông thương giữa các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ, miền Trung và Bắc Việt Nam. Khi vào Sài Gòn đều đi qua cửa ngõ này. Và đến năm 2011, Sài Gòn đã bắt đầu cho nâng cấp và sửa chữa lại cầu Sài Gòn. Cho nên là trước mắt các bạn đang quan sát, đây là một cầu Sài Gòn mới, có diện mạo mới sau lần nâng cấp vào năm 2011. Sau khi chúng ta chuẩn bị đổ dốc cầu Sài Gòn, chúng ta sẽ lăn bánh trên xa lộ Hà Nội. Và cứ thế chúng ta sẽ đi một đường thẳng ra đến ngoài ngã tư Thủ Đức. Mời tất cả mọi người trong clip này cố gắng đồng hành với tôi theo tuyến đường này nhé. Chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh trước khi chúng ta đến một ngôi chùa ở Thủ Đức để thâu hình nha các bạn. Và đây chính là đoạn xa lộ Hà Nội mà chúng ta sắp đi ra ngã tư Thủ Đức. Phía bên trái các bạn đang nhìn thấy đó chính là một trong những nhà ga của tuyến metro. Đây là một tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ hoàn thành vào năm 2021, mà phương tiện chính đó chính là tàu điện ngầm. Hiện tại là tất cả các dự án dường như đã được hoàn thành. Còn phía bên trái chúng ta nhìn lên đó chính là cầu vượt Thủ Đức. Chúng ta thấy là tất cả các container đang nối tiếp lẫn nhau. Và tại vị trí này các bạn lưu ý là chúng ta nên chạy ở bên phải nè, chạy theo hướng của Sala nha. Có rất là nhiều người họ đi xe máy, họ thường rẽ qua bên trái khi mà xe đông đó, vào buổi chiều chẳng hạn. Thì khi mà quẹ rẽ lên đó mà chúng ta lên tới trên chiếc xe màu đen kia mà chúng ta dừng lại, thì giao thông ở bên đây nè, đó, giao thông ở bên trái này họ thường đứng ở đây và họ chặn và họ bắt và họ phạt rất là nặng. Cho nên là phải đứng theo cái hướng của Sala này. Một chút nữa là tôi sẽ rẽ qua bên trái, chúng ta sẽ đi vào con đường Võ Văn Ngân. Đây là đường Võ Văn Ngân nè. Chúng ta đi vào đây ha, và chúng ta sẽ vào trung tâm của Thủ Đức. Ở trên đường Võ Văn Ngân, nếu như những người nào là cựu sinh viên của trường sư phạm kỹ thuật, thì đây là những hình ảnh mà giúp cho các bạn có những giây phút chúng ta nhớ lại một mái trường, nhớ lại những kỷ niệm mà chúng ta đã từng gắn bó ở dưới mái trường của sư phạm kỹ thuật nè. Đây, Sala sẽ ghi hình ngang qua thôi. Đó các bạn thấy không? Các bạn sinh viên đang ngồi ở phía dưới cái nhà chờ xe buýt đó. Đó, tại đây, nhưng mà Sala không có ghi hình ở trường sư phạm, mà tôi sẽ đi tiếp tục để chúng ta đi vào một con đường và chúng ta sẽ đến đường đó. Chúng ta sẽ ghi hình một ngôi chùa của ngày hôm nay. Con đường mà chúng ta sẽ bắt đầu rẽ trái vào chính là đường Đặng Văn Bi ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.
đây chúng ta cũng đã đến được cổng chính của chùa, đó chính là chùa Nam Thiên Nhất Trụ. Nhưng mà chúng ta không đi được cổng chính đâu, mình sẽ vòng qua cổng sau của chùa nhé. Đây có một con đường chúng ta đi vào cổng sau. Chúng ta vào trong đó, chúng ta sẽ rửa xe máy và bắt đầu chúng ta sẽ tham quan, chiêm bái, bái Phật, cũng như là tìm hiểu đôi nét về Nam Thiên Nhất Trụ Tự các bạn nhé. Sau khi để xe máy ở trong khuôn viên của chùa, tôi đã quyết định đi bộ và vòng ra phía trước cổng chính của chùa để ghi hình cho các bạn xem nè. Chúng ta thấy là ở trên bảng đó là để là Nam Thiên Nhất Trụ Tự, đề một cái giải thích đó là chùa Một Cột Thủ Đức. Sở dĩ chùa có tên là chùa Một Cột là bởi vì chùa đã xây dựng với lối kiến trúc dường như đã rất là giống với lại chùa Diên Hữu ở ngoài Hà Nội, là chùa Một Cột chính đó các bạn. Vào năm 1958, Hòa Thượng Thích Chí Dũng và một đệ tử của Ngài là Đỗ Thị Vinh, cả hai người đã có ý niệm là xây dựng một ngôi chùa với kiến trúc và kiểu dáng rất giống với chùa Diên Hữu hay còn gọi là chùa Một Cột ở ngoài Hà Nội, là để cho những người ở miền Nam Việt Nam, nếu như chưa lần nào ra ngoài Bắc Việt Nam và thăm được chùa Một Cột, thì đây là một ngôi chùa mà để họ có thể ngắm nhìn và thay thế cho chùa Một Cột ở ngoài miền Bắc. Và một ý định nữa là để cho những người Bắc Việt khi mà vào trong miền Nam Việt Nam còn thương nhớ về mảnh đất ở ngoài miền Bắc Việt Nam và nhớ về hình ảnh của chùa Một Cột, thì họ sẽ đến đây để mà thăm viếng, cầu an và cầu phúc, cũng như là cầu nguyện cho đất nước đối với những người ở miền Bắc Việt Nam là như vậy. Bước vào cổng tam quan, chúng ta nhìn vào bên phải, chúng ta sẽ thấy được tượng của Quán Thâm Bồ Tát đứng ở giữa hai con rồng và phía trên có một chiếc lá che chắn. Tượng Quán Thâm Bồ Tát ở đây đứng lộ thiên và không có đài Quán Âm nha các bạn. Ở phía trước chúng ta nhìn thấy chính là một ngôi điện Phật được xây dựng trên một cái cột bằng đúc bằng xi măng và cắm xuống ở giữa một cái hồ gọi là hồ Long Nhãn. Nhưng mà hồ Long Nhãn hôm nay là người ta đang thi công, cho nên là tôi không có quay cái cảnh đẹp của hồ Long Nhãn cho các bạn xem, mà tôi sẽ đi lên trên ngôi điện Phật này để vào trong đây chúng ta chiêm bái. Và ở trong ngôi điện Phật Một Cột này thờ tượng Phật, đó là tượng của Chuẩn Đề Bồ Tát. Thật sự là tôi chưa bao giờ ra ngoài chùa Thiên Hữu ở ngoài Bắc cả, cho nên là không biết mình bước vào trong ngôi điện Phật này thì cái cảm giác nó có khác hay là có giống như là mình bước vào ngôi điện Phật ở ngoài chùa Diên Hữu hay không nữa. Nhưng mà có dịp thì tôi sẽ đi ra ngoài Bắc để tôi ghi hình chùa Thiên Hữu chính gốc để gửi đến cho tất cả mọi người cùng chiêm bái nha. Từ trên ngôi điện Phật Một Cột này, chúng ta phóng tầm nhìn xuống phía dưới cổng tam quan và quan sát ở hai bên hồ Long Nhãn. Nếu như bình thường mà hồ Long Nhãn không thi công, thì đứng ở trên đây chúng ta nhìn xuống phía dưới, chúng ta sẽ thấy được một cái hồ sen rất là đẹp và có những cái đàn cá chép bơi lội ở phía dưới trong một cái cảnh vật của nơi Phật Pháp. Nó tạo nên một cái sự thanh tịnh và tạo cho lòng người khi bước vào ở bên trong ngôi điện Phật này cảm giác chúng ta sẽ thấy được cái sự thanh tịnh, cái sự thư thái, và giây phút nào đó chúng ta tìm lại cho mình một cái sự an lạc, bình yên và thoải mái trong tâm hồn của mọi người. Khi mà tôi đi xuống phía dưới thì tôi thấy một cái bia lưu niệm đã rất là cũ nằm ở cạnh cổng chùa, đó là bia lưu niệm vào năm 1994 khi mà nhà chùa đã đặt tượng của Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp và tượng của Đức Di Lặc
hiện tại ở trong chùa. Còn đây là tôi đang đi gần đến khu vực chánh điện đó các bạn. Và chúng ta nhìn ở bên phải chánh điện, chúng ta sẽ thấy được một cái gọi là Đại Di Lặc. Ở trong đó có tôn chí tượng của Đức Phật Di Lặc. Chúng ta nhìn thấy là xung quanh có các cây kiểng đặt ở phía xung quanh. Nhìn rất là trang nghiêm và nó có một phần gì đó, cái sự cổ kính ở đó. Từ đây chúng ta nhìn thấy mái của một ngôi nhà ba gian đã hiện ra. Đó chính là chánh điện của Nam Thiên Nhất Chủ Tự. Các bạn đang thấy là tôi đang ghi hình và có những hạt mưa đang lơi rơi. Hiện tại thì thời tiết tại Nam Thiên Nhất Chủ Tự mà tôi đang đứng ở đây, nó có một phần gì đó, tiết trời nó âm u, nó u tịch lắm. Nó không có nắng nhưng mà nó cũng khá là mát mẻ. Lâu lâu có những cơn mưa phùn bay qua. Nó tạo nên một cái khung cảnh, một chốn thiền môn. Nó một chút gì đó, nó có sự lãng mạn ở đó. Trước khi vào chánh điện, tôi sẽ lướt qua một phần ở bên ngoài để quay các cánh cửa của ngôi chánh điện cho các bạn xem. Tôi lướt qua như vậy giống như là tôi đang làm một cái phim truyền hình về một cái ngôi nhà cổ nào đó. Giống như mình đây là mình bắt chước đó các bạn. Bắt chước cái cảnh quay của các cái đạo diễn trong các cái phim cổ trang đó. Đó. Bước qua các cánh cửa mà tôi đã ghi hình cho các bạn xem, chúng ta sẽ vào trong chánh điện. Và ở chánh điện chúng ta nhìn ở phía trước, chúng ta thấy được một tượng Phật mạ vàng. Và tượng Phật đó trên tay cầm một đóa sen. Đó chính là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Pho tượng này người ta gọi là Niêm Hoa Vi Tiếu. Đó là theo những Phật Pháp mà họ tu theo phái Thiền Tông đó, thì họ sẽ thờ tượng Phật Niêm Hoa Vi Tiếu này. Và đây là bên trái chúng ta thấy có tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Còn bên phải của tượng Thích Ca là tượng của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Chánh điện tôn chí bộ Thích Ca Tam Tôn. Nhưng có một điểm khác lạ là chúng ta sẽ thấy đó chính là tượng Phật Thích Ca Niêm Hoa Vi Tiếu. Do không có ai cho nên là tôi đã lẻn bước vào bên trong nữa. Đứng cạnh ở dưới tượng của Phật Thích Ca thì tôi thấy là ở hai bên có tôn chí tượng của hai vị đó là A Nan và Ca Diếp. Bên trái và bên phải của tượng Phật Thích Ca chúng ta thấy là có hai bức tranh. Một bức tranh là lúc Phật Thích Ca đản sanh và bức tranh còn lại chính là lúc Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Từ nãy giờ tôi đi ghi hình các bạn cũng đã thấy rồi. Khi tôi đi vào chùa thì xung quanh cũng có một mình tôi. Và tôi lên chánh điện tôi lại Phật thì ở đây cũng có một mình tôi. Hầu như hôm nay là do trời đã chuyển mưa và còn là những ngày thường, không phải là ngày rằm. Cho nên là chùa rất là vắng. Nếu mà chúng ta đi vào dịp cuối tuần á, chúng ta sẽ thấy là chùa mở cửa và lúc đó là có các cái đoàn khách du lịch. Họ đến đây họ tham quan, họ chiêm bái, họ chụp ảnh rất là nhiều. Tại đây chính là nhà thờ tổ. Là tôi đi từ ở ngoài chánh điện, tôi đi ra ngoài chánh điện luôn. Sau đó mình vòng qua bên phải. Ở bên phải sẽ có một cánh cửa, mình đi vào trong đây. Chính là nhà thờ tổ. Ở nhà thờ tổ là thờ di ảnh của Hòa Thượng Thích Chí Dũng.
Ở bên trái chúng ta sẽ thấy một cái gian đó chính là thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Ở giữa là Trúc Lâm Tam Tổ, còn bên phải chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi bái lại và tham quan ở trong nhà thờ tổ, tôi trở ra bên ngoài khuôn viên và đối diện với nhà thờ tổ, các bạn thấy là một dãy nhà sơn vôi màu trắng, đó chính là dãy nhà tăng đó các bạn. Từ vị trí này chúng ta nhìn qua, ở phía sau chúng ta sẽ thấy ở bên phải tôi chính là bảo tháp Nam Thiên, còn bên trái chính là nhà lưu niệm của Hòa Thượng Thích Chí Dũng. Ngôi nhà mà có hai con sư tử trắng ở phía trước đó các bạn. Ở đây tôi đã đến gần vị trí của ngôi nhà để ghi hình cho các bạn xem. Ngôi nhà nhỏ và đặt ở giữa một cái hồ rùa. Ở dưới là nuôi rất là nhiều rùa, để một lát nữa tôi ghi hình ở phía dưới mặt hồ cho các bạn xem. Hôm nay tôi đến là nhà lưu niệm, không có mở cửa. Chúng ta chỉ đứng ở bên ngoài, chúng ta quan sát vào bên trong. Và bên trong là có mở một cái đoạn ghi âm là tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Và cái đoạn ghi âm cứ lặp đi lặp lại như vậy. Các bạn đang quan sát chính là dòng nước suối chảy ra từ một cái hồ non bộ. Và phía dưới hồ non bộ chính là một hồ cá rất đẹp. Hồ non bộ và hồ cá này đặt cạnh cái lối sau của chùa. Chúng ta đi vào trong lối sau, chúng ta nhìn bên phải, chúng ta sẽ thấy được hồ cá và hồ non bộ này. Và bây giờ tôi sẽ ghi một ít phút về hồ cá để các bạn cùng chiêm ngưỡng và thư giãn với hồ cá này nha.
Từ Hòn Non Bộ và Hồ Cá, chúng ta nhìn lên chúng ta sẽ thấy được mặt sau của chánh điện và có dòng chữ ở trên đó là Nam Thiên Nhất Trụ Tự. Tại đây chúng ta phóng một tầm mắt, chúng ta quan sát những cảnh vật xung quanh. Ở đây mình sẽ thấy được một tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Tượng Địa Tạng Bồ Tát này có một màu đen rất là huyền bí. Đó chính là do tượng đã được tạc từ 61kg kim loại quý. Cho nên là pho tượng rất là đặc biệt. Phía sau pho tượng chính là một bảo tháp, nơi đó thờ tro cốt của những người đã mất và người ta gửi vào trong chùa. Ở giữa hai cây cột có hai con rồng uốn mình, phía trên là mái tre, ở phía dưới chính là một cái tấm bia, đó là bia ký về Nam Thiên Nhất Trụ Tự. Tại đây ghi những dòng ghi chép về lịch sử hình thành của ngôi chùa. Ở đây có chữ Quốc ngữ, chữ Trung Hoa và cả chữ Anh Quốc nữa. Hai pho tượng các bạn đang quan sát chính là Đức Phật Thích Ca đang tọa thuyền dưới gốc cây Bồ Đề. Và cạnh bên chính là cô Tu Xà Đa đang dâng bát cháo sữa dê cho ngài. Cây Bồ Đề mà Đức Phật Thích Ca đang tọa thuyền chính là cây Bồ Đề của Đức Đạt La Đạt Ma, đã mang từ Ấn Độ qua trồng tại chùa vào năm 1963. Chỗ tôi đang đứng hiện tại chính là ở phía trên bảo tháp Nam Thiên. Phía sau lưng tôi chính là một căn phòng mà thờ rất là nhiều tro cốt ở trong đó. Tuy là khung cảnh nó u tịch, mây đen nó bao trùm, mưa nó lơi rơi như vậy, và trong chùa không có ai, nhưng mà để ghi những cái hình ảnh từ trên xuống, tôi đã đi lên ở trên bảo tháp Nam Thiên nơi thờ tro cốt và để ghi những hình ảnh này cho các bạn xem. Dưới tán cây Bồ Đề, chúng ta còn gặp được một tháp đá, đó chính là Liên Hoa Tháp. Trong đây đặt hài cốt của Ni Sư Đức Hiển, tức là bà Đỗ Thị Vinh, là đệ tử của Hòa Thượng Thích Chí Dũng. Còn đây là gian nhà cuối cùng nằm trong tổng thể, quần thể kiến trúc Phật giáo ở phía sau của chùa Nam Thiên Nhất Trụ. Đây là một gian nhà, ở trong đó thờ bộ tượng Di Đà Tam Tôn, và xung quanh các bạn thấy là có rất là nhiều hình ảnh, tên tuổi của những người đã mất. Đến đây dường như tôi đã đưa tất cả quý khán giả và quý Phật tử đi tham quan một vòng quanh chùa Nam Thiên Nhất Trụ. Ở Sài Gòn, nếu như những bạn nào chưa có dịp đến thăm chùa Diên Hữu, chùa Một Cột ở Hà Nội, thì chúng ta hãy ra ngoài Thủ Đức, chúng ta đến với Nam Thiên Nhất Trụ, chúng ta vào tham quan và chiêm bái Nam Thiên Nhất Trụ. Cũng giống như phần nào chúng ta đã đến được chùa Diên Hữu ở ngoài Hà Nội. Đối với những người ở ngoài Bắc, nếu chúng ta sống xa quê hương miền Bắc lâu năm, chưa có dịp trở lại, chúng ta có thể ra ngoài Thủ Đức này, tìm đến Nam Thiên Nhất Trụ
vào đây để bái Phật, đi xung quanh khu nguyên để ngắm nhìn lối kiến trúc mang đậm kiến trúc của chùa miền Bắc và rất khá là giống với lại chùa Diên Hữu, để phần nào chúng ta vơi đi cái nỗi niềm nhớ về quê nhà miền Bắc Việt Nam các bạn nhé. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.